Chào các bạn. Hôm nay mình đi khám bệnh đó các bạn, đi khám bệnh viện để lãnh thuốc định kỳ mà thuốc tiêm để uống đó. Cái về trễ quá không có nấu cơm kịp các bạn ơi, nên ông xã mình nó mua hai phần hủ tiếu dê. Đây là hủ tiếu dê nè các bạn. Hai phần là 130k đó các bạn. Là mua hai vợ chồng ăn gì được rồi. Thì ở đây mình cũng có thêm ông xã mua thêm một bánh mì 10k nữa rồi để ăn hủ tiếu không no thì chấm thêm bánh mì. Thì để em ăn món hủ tiếu dê này mình có cái nước chấm này của người ta cho chỗ bán hủ tiếu dê người ta cho mình đó, sa tế rất là thơm ngon luôn các bạn ơi, rồi ăn kèm với cái rau tía tô này nè, cái rau tía tô này ăn là cũng nghe nói là trị ho thông cổ là tốt lắm á các bạn. Rồi thì chanh ớt người ta cũng cho mình chuẩn bị sẵn cho mình hết rồi đó, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cái này là gân rồi cái này là ốc của dê nè các bạn, ốc nè ha. Này ông xã mình nó mua hai phần đó 130k. Đây cũng ốc dê nữa nè các bạn, rất là hấp dẫn luôn. Rồi đó anh xã ăn đi anh xã. Ăn cho ngon miệng coi. Đi về trễ quá, giờ này cũng trưa rồi. Chắc chanh vô. Cái nước chấm này nãy tôi có cho một chút nước mắm vô theo ý anh rồi đó, cho nó đậm đà đó. Ăn có rau này vô nè rất là tốt luôn, rau tía tô á. Cái hủ tiếu hồi nãy để trong bịch nó lâu quá mới đổ ra đó đó. Cái nước lèo này mình cũng về nhà mình mới hâm lại đó các bạn. Tại vì đi xa quá. Cách tới 6 7 cây số luôn. Này nấu mềm không anh? Này họ nấu mềm không? Giờ này mềm lắm. Giờ này chưa gần nha mềm mà. Mấy bữa sáng sớm mua nha nó không có được mềm. Cái tiệm mà hủ tiếu dê này là ông xã mình là ổng chấm nhất đó, tại thành phố mình có mấy chỗ à. Mà chỗ này ổng ăn ổng thấy ngon nhất nên ra mua chỗ này thôi, mấy chỗ kia ăn thì nhiều khi cũng tùy theo khẩu vị, người thích chỗ này, người thích chỗ kia vậy mà. Cái đó là ốc ốc dê hả? Hấp dẫn quá ta. Mềm. Mềm hả? Ốc mềm nhiều ốc à. Ăn ốc đi cho nó bổ ốc. Thôi ăn này thôi chưa mệt rồi nghe, ăn xong rồi ngủ rồi tôi không có nấu cơm đó. Ăn cái này là bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi, ăn trưa luôn là được rồi. Cái đó là gì cho em coi coi. Lỗ tai. Cái này là tai, lỗ tai của con dê đó các bạn. Đó cái này ăn dần giòn dần giòn. Đây còn cái tô này bên đây phần mình nè, mình cũng có ốc cũng có thịt rồi nè các bạn. Cái này mình cũng có ốc nè. Rồi cũng có cái này cái này lưỡi lưỡi dê phải không anh? Cái miếng này là lưỡi dê nè. Đúng rồi. Thôi mình chia sẻ tới đây mình xin kết thúc đó. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau để mình gác máy mình ăn với ông xã mình. Rồi chào tạm biệt các bạn ha. Rồi. Anh xã ngó đây một cái coi chụp hình mẫu coi.